Dạ vâng, em xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị đang xem video ạ. Em là Khánh ạ, em chuyên bán hoa phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Ngày hôm nay thì em có một chút mặt hàng muốn nên chia sẻ giao lưu với quý cô chú anh chị ạ. Quý cô chú anh chị đặt hàng với em có thể liên hệ qua số điện thoại 0961 589 753 hoặc là mình có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại mà em vừa cung cấp ạ. Em sẽ vào chi tiết từng hình luôn ạ. Hôm nay em có khá là nhiều loại lan ạ. Quý cô chú anh chị theo dõi kênh của em nhớ cho em một nút đăng ký nha. Đầu tiên em sẽ giới thiệu hình số 1. Hình số 1 là một dề lan tóc tiên ạ. Một dề rất là khủng luôn ạ. Đấy. Rất là khủng đúng không ạ? Rất là to đẹp nguyên một dề luôn. Đấy. Ui. Một dề lan tóc tiên. Hình số 1 ạ. Hình số 1 100.000 ạ. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 2 ạ. Hình số 2 cũng là lan tóc tiên. Hình này em sẽ bán với giá là 80.000 thôi. Hình này có 2 dề. Được. 2 dề lan tóc tiên. Quay gần nó nhìn mới đẹp được. Đấy, rất là xanh mướt đúng không ạ? Xanh mướt. Hình số 2, 80.000 ạ. Lan tóc tiên. Lan tóc tiên hoa của nó cũng khá đẹp đấy ạ. Tiếp theo là hình số 3. Hình này em cũng bán với giá là 80.000 thôi. Đấy ạ. Hình này cũng có rất là nhiều lan tóc tiên này. Y như là tóc tiên, như là tóc luôn ấy. Lá rất là bé. Đây là hình số 3. Hình số 3 lan tóc tiên 80.000 ạ. Rất là nhiều luôn ạ. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 4. Hình số 4 em cũng bán với giá là 80.000. Hình này có hai loại lan ạ. Có lan thanh đạm hoa đỏ với thanh đạm hoa trắng. Đây là thanh đạm hoa đỏ này. Thanh đạm hoa đỏ lá cũng đỏ luôn. Đấy, rất là đẹp ạ. Thanh đạm hoa đỏ đấy ạ. Còn đây là thanh đạm hoa trắng. Đây là hình số 4. Em bán với giá là 80.000 ạ. Tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 em có lan hải vệ nữ với lại có một cái loại lan lạ. Có rất là khá là nhiều đấy. Thân của nó là màu nâu đỏ ạ. Đấy, là một loại lan lạ thuộc dòng lan. Và có khá là nhiều cây lan hải vệ nữ nữa. Hình này là hình số 5. Em bán với giá là 100.000 ạ. Lan hải vệ nữ rất là đẹp. Lá xanh mơn mởn luôn. Đấy. Lan hải vệ nữ khá là nhiều. Hình số 5, 100.000 ạ. Tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 em có khá là nhiều loại lan ạ. Hình số 6 em có lan nghệ tâm này. Chút lan nghệ tâm. Lan nghệ tâm đây ạ. Và có một cây địa lan kiếm lá giáo nữa. Một cây bé bé thôi. Một cây nhện xanh. Một cây huyền thoại ngô đồng này. Một cây hoàng thảo long nhãn nữa. Hoàng thảo long nhãn. Đây. Và có một dề thanh đạm hoa trắng ạ. Thanh đạm hoa trắng. Hình này là hình số 7. À, hình này là hình số 6. Em bán với giá là 100.000 ạ. Quý cô chú anh chị nào ưng thì hãy liên hệ trực tiếp với em nha. Tiếp theo là hình số 7. Hình số 7 em có hạc đỉnh lá phát tài ạ. Hạc đỉnh lá phát tài. Hình này có 3 cây. Có 2 cây to ạ. Đang cho vòi hoa rồi đấy ạ. Lá phát tài. Đấy. Rất là đẹp. Lá phát tài. Lá đẹp luôn. Đẹp thực sự. Hình số 7 em bán với giá là 80.000 ạ. 80.000 cho hình số 7. Có 2 cây hạc đỉnh lá phát tài. Thì 2 cây to và 1 cây bé. Tiếp theo em sẽ chuyển sang hình số 8. Hình số 8 em có một cây phi điệp vàng ạ. Một cây phi điệp vàng. Một cây phi điệp vàng đấy ạ. Và một cây hoàng thảo long nhãn ạ. Cây hoàng thảo long nhãn. Và hai cây. Cây hoàng thảo long nhãn bé này nữa. Và có một khúc hồ điệp rừng nguyên bản ạ. Hồ điệp rừng nguyên bản này có 2 cây. Một khúc nguyên bản của nó có 2 cây. Và em có mấy cây rời nữa. Mấy cây rời này mình có thể ghép vào cái khúc gỗ này luôn để cho nó đẹp. Vừa đẹp luôn. Hình này là hình số 8. Hình số 8 em bán với giá là 100.000 ạ. Tiếp theo là hình số 9, em có dáng hương đôi cáo ạ.
sáng hương đôi cáo, một cái bé này, một cây mẹ, một cây con và một cây to này nữa. Cái to này nó bị gập một lá rồi ạ. Hình này là hình số 9, 100.000 ạ. Cây này rất là to luôn. Hình số 9, 100.000. Dáng hương đuôi cáo ạ. Tiếp theo em sẽ chuyển sang giới thiệu. Đây một khúc nguyên bản Vanda nhện xanh. Vanda nhện xanh một khúc nguyên bản. Hình này là hình số 10. Hình này là hình số 10 Vanda một khúc nguyên bản nhện xanh. Hình này em chia sẻ với giá là 150.000 ạ. Anh chị cô chú nào ưng thì có thể liên hệ với em, liên hệ trực tiếp hoặc là cái bạn Zalo thì em sẽ gửi ảnh chi tiết ạ. Hình số 11 này. Tiếp theo hình số 1 em có một cái củ bình vôi ạ. Củ bình vôi này có tác dụng là chữa bệnh mất ngủ ạ. Chữa mất ngủ. Có thể ngâm rượu để chữa mất ngủ đấy ạ. Đấy, một quả rất là to luôn ạ. Hình này em bán quả củ này thì em bán 100.000 ạ. 100.000 hình 1 củ bình vôi chữa mất ngủ. Tiếp theo là hình 12, hình cuối cùng em có kiếm chôn lan ạ. Một dề kiếm chôn lan, ba dề luôn. Hai dề to này. Địa lan, kiếm chôn lan. Một dề bé. Hình này là hình số 12, em bán với giá là 500.000 ạ. Quý cô chú anh chị nào chưa biết mặt hoa của loại lan này thì có thể lên Google để search nhá. Hình 12, 500.000 ạ. Anh chị cô chú nào ưng thì hãy mau liên hệ với em sẽ gửi hình chi tiết cho để quý cô chú anh chị có thể cân nhắc. Đấy, hình này là hình cuối cùng rồi. Quý cô chú anh chị xem video thì cho em xin một nút đăng ký nha. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã theo dõi video của em ạ.